Rồi dị đoan là cái gì? Cái đó là cơ trời, thế cuộc đổi thay. Đổi thay là mỗi phút, mỗi đổi thay. Chỗ này, chỗ nọ, mới chỗ này yên, chỗ kia xảy ra, chỗ này mới vừa tốt trở lại xấu. Hằng ngày, hoài, diễn biến hoài đó. Đêm sáng ngày, ngày tới cái tối, tới sáng rồi tới tháng này, ngày này, năm này, tháng tới, ngày tới. Sắp đúc kết cái chu kỳ này rồi. Trong tam giáo đã báo trước hết trơn cho các tín đồ biết. Vững niềm tin, không có gì. Dẫn xuống trần du với địa ngục mới thấy đó. Cái cảnh trần là nó giả vậy rồi. Ai cũng phải chịu cái sự là tan hiệp. Cái sự mạnh, đau, ốm là cái sự thường. Ý chẳng qua là cái sự thường chứ không có gì hoang mang, sợ hãi thôi. Cái gì cứ hăng hái, cố gắng. Đừng có đổ cho là tại ăn chay mà đau, ha, theo đạo đau, chẳng phải gì. Cái đó là cái còn dốt lắm, chưa có mở mang được cái trí quá của Đạo Phật được. Một khi ta phát nguyện rồi là không có ai làm gì lung lay cái ý chí ta được hết đấy. Bước tiến, ta đang chọn cái định hướng rồi. Xin thưa quý vị hãy nhớ, đây là những sự tôi trao đổi chút ít với quý vị vậy đó. Có đức tin mà thiếu lòng lành thì việc làm hay thối chuyển. Một phát tâm tu rồi có đức tin là phải có cái lòng lành hướng thiện. Trong đó cái nghiệp báo nó là trực hờ mình chẳng đó. Nó lôi mình, nó xô mình, nó cản trở mình đó. Quý vị đừng có thối chí ngạ lòng, hãy cố gắng lên đi. Đã qua cái giai đoạn nhiều sự thử thách gây goi lắm, đâu phải chuyện dễ. Mình đã tìm chọn được những con đường là chánh đáng mà đi rồi. Dù cho gặp lắm thùng beo, thầy nói đó, từ vi vẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Đâu có nản chí, không có nản chí. Dạ, chú sáng con chú cho con hỏi là tại sao 4 ngày chay vào là ngày rằm 14/15 và 29/30 chú Sáu, tại sao không phải là ngày khác mà phải là 4 ngày đó chú Sáu, thì ý nghĩa của 4 ngày đó như thế nào chú Sáu? Tại sao các tôn giáo bạn ví dụ như là Cao Đài hay Đạo Phật chẳng hạn, Thiền Lâm ăn chay nó đâu có giống, đâu có trùng như Phật giáo Hòa Hảo. Bởi vì Phật giáo Hòa Hảo là cái nguyên tắc, là ý nghĩa của cái sự ăn chay 4 ngày là báo đáp trước ăn, chứ không có gì xa vời hết trơn á. Quý vị nên tin tưởng gì đi. Mà những cái ngày đó trọng đại nữa đó, 14 rằm có khi nhầm ngày vía lớn, vía Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh nhiều đời nhiều kiếp lắm. Đi coi coi. Tôi có coi khảo qua nhưng không nhớ cái quyển kinh nào đó. Đó là nhân duyên lớn đó, tạo nhân duyên lớn. Được mà Đức Phật rồi thọ ký cho mình trở về với đạo. Trả đền cái nợ thứ ân. Thứ ân đã trả chẳng còn tội căn hết, không còn chút gì tội hết đấy. Một câu quân lý thứ ân, ta đừng khoai lạc phong thần bản ghi nữa. Nó có nhiều cái sự lợi ích lớn lao lắm đối với cái giới tín đồ trong 4 bữa. Trở lại vấn đề tôi nói với quý vị một cái nữa, tôi thường nghe đó, khi Đức Thầy ở tại thánh địa nè, ở tại Hòa Hảo mở đạo lập giáo đó, thì Thầy ăn đặc biệt là người ta chú ý là 4 bữa không lên là một buổi nào nữa đó. Nhưng mà khi xuống với Xà No nhà ông Bộ Thạnh thì ăn lên 6 ngày, căn cứ vào những người trụ phòng nấu cơm để dâng cho Thầy đó. Rồi qua giai đoạn khác nữa Thầy lên Sài Gòn Thầy ăn 10 bữa đó. Thầy mới cho biết là tôi ăn đây để tập cho tín đồ. Nó có cái trình độ đi từng cái đẳng cấp, đường đạo đức bước đi từ nấc, phải lên lên hoài đó. Đúng lý là theo cái sự hành là mỗi ngày phải mổ lên, chứ đâu phải tại một tháng hay một năm, một cuộc đời lên là mở mang cái đầu óc,
cái sự tin tưởng, cái sự cố gắng, sự mài miết của mình đó. Rồi một ngày một đi xa, lên cao, lên cao. Cái gì hay nhớ vậy đó, cho nên là dũng mãnh ở chỗ cái đó, đó. Đại hùng đại lực. Thầy nói đó, chỉ đại hùng đại lực từ bi. Là người tu phải có đủ bi chí dũng. Có cái từ bi rồi phải có cái chí, chí rồi phải có cái dũng cảm. Dũng cảm để thắng phục những con là ma lòng của mình, nghiệp chướng của mình. Nó nhiều đời nhiều kiếp chứ phải mới đây đâu. Từ vô lượng kiếp tới giờ thầy nói là xa nữa cái gì sợ ghê lắm. Mình đã có hầu vô lượng kiếp tới giờ rồi. Một khi sinh lên cõi trần là phải có cái xác thân, được có cha mẹ, có xứ sở, có nơi ăn chốn ở và việc làm, cho nên mình thời kỳ này đó là tại cái sự mình dần già bây giờ bằng chứng đó, là quá khứ mình đã dần già rồi, cản trở cái bước tiến muốn vào tu cũng theo đạo. Ví dụ như là mẫu chuyện của ông Thợ Cài đó, thời Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni còn đó, 91 kiếp đã gặp ta 7 lần, ta là Đức Phật thứ 7 mà muốn buông cài lại quy mà cứ thôi không gấp gì. Cũng thẳng đây quy chứ muộn gì đâu. Đức Phật mới nói với A Nan, cái ông ta nghe được là kiếp đó ông mới quy với Phật ngay đó, kiếp đó là ông chứng quả được nhập vào đạo quy với Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Vậy hãy dũng mãnh lên đi, cái thời này khó. Đức Phật với Đức Thầy đã cho biết khó tu quý giá lắm. Một người tu thời nay này, đâu phải chuyện thấy thông thường vậy đó, chứ mà cố gắng mà tu cho đàng hoàng chín chắn là đâu phải chuyện dễ. Khó khăn càng lắm đạo càng tăng, khó chừng nào mình tăng thêm cái chí hướng của đạo. Dạ vậy là dạ, dạ. À, kính thưa chú Sáu, thì trong khi chẳng hạn như mà những vị mới bắt đầu tập tu thì làm sao mà để vượt qua những lúc mà nghiệp nó đòi hả chú Sáu? Cái nghiệp nó khảo, bởi vì Đức Thầy có nói trong cái giáo lý đó, đừng cho ma nghiệp nó khảo sao, vọng tâm sanh, nó nhập vô cái tâm mình á, tâm trí mình á, nó làm cho mình là nản chí, làm bãi quải, mình làm cái lôi thôi, không có còn cái tinh thần gì để mà cố gắng để hăng hái tinh tấn nữa, phải biết nó chứ không ai ngoài ra trơn. Cố quán khóa đời mãi mãi. Bây giờ thời đại này, thời đại hưng thịnh của ma dương, nhất quyết là phá, không còn một người nào theo đạo, người nào tu nó mới chịu thôi đó. Quý vị ghê không, phát nguyện trước Thế Tôn vào thời kỳ mạt pháp mạt kiếp này, còn phải nhất quyết là phá đạo của ngài này, không còn một bóng người theo đạo, không một bóng người nào để tu chí hướng tin tưởng theo đạo giáo thầy tổ ở đây. Không có cái gì quan ngoan mà sợ hết trơn. Trong đó là mình cố gắng đi, rồi cái sự trợ lực của Phật, của thần, thầy nói mình phải tin tưởng đầy đủ. Hộ mạng thần Quan Âm trợ lực nữa, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày phát nguyện rồi là chúng sanh nào thời mạt pháp này mà cố gắng mà theo đạo mà quy mà hành pháp của Phật rồi là ngài sẽ hộ trì và cứu độ. Hãy tin tưởng đầy đủ tuyệt đối chứ đừng có không còn chút gì mà sợ hãi trơn. Dạ con cũng xin cảm ơn chú Sáu là vừa qua đã chia sẻ những cái lời Phật pháp ý nghĩa rất là hay cho bà con xa gần được nghe và để phát tâm tu hành. Thì tiếp theo con cũng có một cái nghi vấn và cũng là thắc mắc, thì cũng xin hỏi chú Sáu về những cái buổi hạ nguyên bây giờ nè chú Sáu. Thì gần cuối rồi thì nó cũng có xảy ra nhiều, rất là nhiều cái hiện tượng lạ, thì cũng giống như là nạn nước rồi nạn lửa. Thì gần cuối năm dần thì có những cái hiện tượng như là đám mây ở trên núi Bà Đen rất là lạ. Thì ở cái buổi hạ nguyên này thì những điều lạ xuất hiện, thì đó là sự tiêu biểu cho Phật Thánh Tiên xuống thế hay là có thêm những cái nạn trở về sau này? Thì cũng mong chú Sáu diễn giải cái sự hiểu biết của mình cho bà con cùng nghe. Và Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó xin thưa với quý vị rằng là lấy dựa chứng vào lời thầy nói trong giảng, nạn trời ít nước thình lình thứ nhất, thứ hai nữa ứng nhiều cái triệu chứng, nhiều cái hiện tượng, nhiều cái điểm là đó gọi là cho lạ kỳ. Những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu, còn phải nhiều hơn nữa. Đó mới chút ít lẻ tẻ vậy thôi. Nhiều cảnh trạng là hải hùng, có thể là mình không vững đức tin là có thể bỏ dở, có thể là hoang mang nữa. Đừng có sợ hãi gì trên quý vị. Tu cho đàng hoàng ngon lành đi rồi sẽ coi một ngày tới nhiều cái chuyện ly kỳ nữa, chứ không phải chuyện chút ít đơn giản này thôi đâu. Có cái màu nhiệm, có cái sự là thay đổi, không có cái nào mà không ngơ hết trơn. Thời kỳ diễn biến nào cũng phải có sự biến đổi, những di chứng, những cơ sở điều kiện là cho chúng sanh biết, chúng sanh thấy rõ. Lời Phật nói rất đúng, không có một lời nào không có hết trơn. Tại thói đời họ cũng cho nhiều khi, nếu mình gọi là tin dị đoan. Dị đoan là cái gì? Mày hỏi dị đoan là cái gì? Cái đó là cơ trời, thế cuộc đổi thay. Đổi thay là mỗi phút, mỗi đổi thay. Chỗ này, chỗ nọ, mới chỗ này yên, chỗ kia xảy ra, chỗ này mới vừa tốt trở lại xấu. Hằng ngày, hoài, diễn biến hoài. Đêm sáng ngày, ngày tới cái tối, tới sáng rồi tới tháng này, ngày này, năm này, tháng tới, ngày tới. Sắp đúc kết cái chu kỳ này rồi. Trong tam giáo đã báo trước hết trơn cho các tín đồ biết. Vững niềm tin, không có gì mà hoang mang hết trơn. Rồi đời họ thấy rõ vậy đó. Để đến việc rồi mà hối tiếc đã rồi rồi. Phải về, không về. Bởi vì thầy hỏi đố nhiều câu, thầy nói tu cách nào, thầy hỏi các con vật cũng như là vật linh á, long linh quy phụng là các ổng mới cho rằng cái loại vật linh đó là tu theo đó là đúng. Thầy nói không đúng, trong các loại vật linh tu như con cu đinh mới đúng. Cu đinh nó có đâu phải nằm vật linh, nhưng mà già, nó không già, không già có thể là xảy ra. Tôi già vậy tôi tu mà đâu có cái tai nạn, đâu có trễ nải cái thời gian thời kỳ đâu. Tôi dù muốn dù không, thưa với quý vị rằng đừng có trông mong. Không trông mà không mong nó cũng dẫn tới ngày đến, đến đi đâu kéo ngược. Dầu muốn hay thì không cũng phải đi tới hoài. Đã siết rồi, cũng như cái bồ lon nó siết chu kỳ của Hạ Quân sắp rồi. Tận cùng có nhiều chuyện xảy ra, nghe qua các vị giáo chủ là thời kỳ Đức Phật, Đức Thầy, trong cơ giảng cơ bút của tôn giáo khác, tôn giáo bạn gì báo hóa trường, người ta nắm rõ, thành thử là không có gì quan mang hết trơn. Cái gì hãy vững niềm tin đi. Dạ, thì con cũng xin cảm ơn chú Sáu thì cũng đã chia sẻ về cái những cái hiện tượng lạ ở cái đời Hạ Quân này. Thì cũng có nhiều vị nói ở cái đám mây mà ở núi Bà Đen đó chú Sáu, thì cũng có nhiều vị nói là biểu hiện cho sự Phật thi xuống thế, rồi cũng có nhiều vị nói là đó là một cái điềm dữ. Thì theo chú Sáu nghĩ như thế nào chú Sáu? Cái đó mình xin thưa quý vị là không có nắm rõ, thử là mình đâu có khẳng định được. Dạ. Nếu xảy ra những hiện tượng đó thì dần dần cái lành với cái dữ thì nó lộ nét hết trơn, không có khi nào mà mọi người đều hiểu biết hết trơn. Dạ, là phụ thuộc vào thiên đó chứ sao? Phụ thuộc vào là thầy còn nói là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên. Dạ. Là lệnh trời đó báo ứng cho mình biết.
được trời báo ứng nhãn tiền, khắp trong thiên hạ đảo quyền từ nay. Đảo quyền là cái gì? Mới trở lại là Đức Thầy nói nhất nhật vô dương đảo quyền thiên hạ. Một ngày không có chúa, không vua, thì dân nay như thể không cha nữa. Đã không ai dạy dỗ đó, thầy mình vắng mặt nè, rồi đồng đạo mình không tới gần gũi thân thiện. Thầy cho biết tôi vắng mặt thì quý vị là theo coi giáo lý nè, bổn đạo. Rồi thứ hai nữa, gần đồng đạo mình, cái trợ trưởng cho mình, những mực cao độ nó còn những cái di ngôn di chứng lại đó, cho mình tìm tòi học hiểu để mà so sánh coi nó có hay là không, chưa hay là chẳng chưa. Vì biết rõ trong cái cuộc đời tu của mình. Dạ. À, thì con xin cảm ơn chú Sáu. Thì con cũng xin hỏi chú Sáu là cái đời như thế nào gọi là mạt pháp hả chú Sáu? Thì cũng mong là chú Sáu sẽ nói rút ráo cho bà con đều nghe. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Là nói về pháp thì Đức Thầy cho biết từ ngàn xưa, thời Đức Thích Ca Mâu Ni tới trở lại thời Đức Lục Tổ đó, Ngài then khóa cổng mạt pháp hạ nguyên là cái chu kỳ của cái vòng quay của trong cái tam giá tam nguyên, là hết, sắp hết, đổi tiến lên cái chu kỳ mới nữa là thành lập lại cái đời thượng nguyên trở lại. Căn cứ vào chỗ Đức Thầy có nói trong giảng, Thầy nói trời thiên địa châu nhi phục thủy. Châu nhi phục thủy có nghĩa là giáp dòng trở lại đầu, vì giáp có chu kỳ của hạ nguyên rồi, hạ nguyên hạ bắt đầu trở lại thượng nguyên thượng, chứ có gì đâu khác. Cô hồi nãy nói nói sao là tôi mới trả lời vấn đề vừa qua rồi để hỏi cái dạ à, dạ vì sao gọi là mạt pháp á chú Sáu? Dạ, như thế nào là mạt pháp? Mạt pháp có nghĩa là gài then khóa cổng. Thầy là cho biết cửa tiên bang hãy còn khóa cổng, nhà cha xưa cửa đóng then gài là thời Đức Lục Tổ đã bắt truyền bác tới giờ. Nhưng mà hôm nay là Đức Thầy được cái lệnh, cho nên Thầy nói đạo mở cửa, Thầy khai mở cái đạo lại để chấn chỉnh là cho cái xã hội. Thứ nhất là không còn giữ cái bản chất thuần phong mỹ tục của dân tộc, của cái nề nếp ông cha mình, cái truyền thụ ngàn xưa đến giờ nó mất hết trơn cái nề nếp đó. Thứ hai nữa, đối với đạo Phật thì đã bị tà giáo nó lồng ghép vô rồi, thành ra các chùa chiền bây giờ đó, nói rõ xin thưa quý vị đừng nghe qua là nói bôi bác chỉ trích các sư như vậy. Thầy có nói nhiều đoạn là trong mỗi chuyện đạo, Thầy nói là bây giờ đó, các cái nơi điểm đạo đó, cơ sở gọi là cái vỏ không, còn cái ruột không có tốt được bao nhiêu. Nói quý vị nên biết Phật không bao giờ nói nó thêm nó bớt ai hết, Phật đã nhận định rồi. Thì ráng cố gắng là thưa với quý vị là các nhà sư nghe qua cũng như dường như thầy tôi nói rõ, không có lời chân chính hình như nói rõ mà không không nào có biếm đời. Thấy lật làm khuyên nhủ ít lời chứ nào có ngạo chi tăng chúng, coi tâm kệ làm theo mới trúng đúng, kẻo lật lầm lắm bới tăng đồ. Trong 12 bộ kinh của Phật tổ ngày xưa đó, chỉ có bộ kinh là cốt tỷ là bộ kinh Ma Mắt Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái quyển kinh là cốt tỷ gom gọn rút cũng như là tóm kết trong 12 bộ kinh Đức Phật, là không còn một tướng nào ở trên, không còn một di chứng nào ở trên mới được. Không còn một mãi may nào ở trên, là thầy đã dạy tới dạy lối nó theo lục tổ, thì tôi theo vô vi đó, không có còn tướng, không có hình thức nào ở trên. Cố gắng biết rõ những cái
cái từ ngữ, những cái ngôn ngữ, những cái việc làm đó thì quý vị dần dần sẽ bỏ hết gì, không còn vướng máng cái gì đó, không còn bận gì đó. Một chút cũng không được, đâu phải chuyện dễ đối với đạo Phật đó. Nợ trần còn bận một điều gì thôi là còn bị nghiệp mê si che phủ, thành ra không có tỏa sáng được đầy đủ, vướng máng một tí không có thể là vượt khỏi được. Nói gần hơn vậy đó, bởi ông sân sĩ của nó là nếu buông thì nhất quyết buông, vì gần ti nhỏ vướng xuồng khó đi. Chiếc xuồng nó bứt nó lướt cỡ nào nó cù cưa nó chằng chịt rồi quý vị, tu cũng vậy đó, coi việc thông thường không có đáng gì lắm, nhưng mà nó làm cản trở trở cái bước đường hành đạo của mình, nó không vượt tiến xa được. Vì vậy cho nên mình phải là có cái ý chí và cái sự đại hùng đại lực, có sự dũng mãnh lên để mình nuôi đeo đuổi theo cái chí hướng, theo cái đường hướng của tôn giáo, của đạo giáo mình, để đặt trọng cái niềm tin đối với cái công của Đức Phật, Đức Thầy. Thầy đó nói cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Đâu phải chuyện dễ, một kiếp này đâu phải dễ sinh ra làm người. Mà quý vị nên nhớ là may mắn lắm, thời kỳ mạt pháp, mặc dầu là trong thời kỳ tận diệt, nhưng mà may mắn được gặp thầy, gặp đạo, và có nghe được cái giáo lý và giảng kệ của thầy, thì cái đó là cái ngàn năm một thở, xưa nay chẳng có mấy khi. Dương trần có Phật gì thì xuống đây, không phải Phật thánh là các vị tiên muốn xuống chừng nào xuống, muốn làm chừng nào làm, muốn làm gì làm, không phải. Có cái thời kỳ và có cái lệnh, lãnh cái sắc lệnh trong cái thời kỳ là hạ nguyên mạt pháp này nè, Đức Thầy mới lãnh tới năm cái sắc lệnh. Vậy cho nên cố gắng dạy khắp cả chúng sanh được các chư tăng. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ, là đem cái tài đó để dạy dỗ chúng sanh và các cái nhà sư cũng vậy đó. Thầy đã nắm trong kinh luật, trong cái vũ trụ vạn hữu này nè, còn thiếu gì nữa thì dạy, không thiếu sót chút nào hết trơn. Quý vị đừng coi thông thường như vậy đó, chứ thầy đã từng giao tiếp với các nhà sư dứt hạng là thượng thiện trí thức không, thì nó thế tín đồ tôi vậy đó. Nhưng mà thời kỳ hạ quan mà kiếp này nè, ở cư sĩ trả lời với các nhà sư tôn giáo bạn cao đài tiên chúa rồi đó. Quý vị đừng nghĩ rằng là cư sĩ của Phật giáo hòa hảo là đơn giản, tu làm đúng mức có thể là đạt cái hạng đại thừa, là khi không được nghe tôi nói pháp, không được uy ngay mặt tôi, nhưng mà coi cái tôn chỉ và cái quyển giáo lý của tôi đó, làm theo đó là cố gắng có thể sau này trong tương lai đứng về hạng thượng thừa. Đó là những lời thầy duy ngôn lại, chẳng phải là nói qua hay bịa đặt gì. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì chú Sáu ơi, thì con cũng có từng nghe về cái câu chuyện, những cái lời Phật nói là Phật đã ăn xá tội cho chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp trước. Thì làm sao mình đã biết được là Phật đã ăn xá chú Sáu? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thời này là trong kinh luật, trong giáo lý, trong các tôn giáo bạn gần hơn giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương nè, các cái vị giáo chủ trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương nói miệng thôi. Bây giờ mấy ông á, là cái nợ ông thiếu quá, không cách gì trả hết. Nhưng mà ở đây ông chủ nợ đã xóa nợ rồi, mấy ông làm rồi bù thêm lên nữa, nó có cái gì bằng, được hân hạnh không? Có nghĩa là nói nếu mà căn cứ vào cái sự tu chứng với thời kỳ là mình trả, chẳng bao giờ cho hết cái nợ, cái nghiệp trong quá khứ vô lượng kiếp đến giờ rồi. Hôm nay cái dịp là thầy được dâng lệnh Phật Tổ A Di Đà đó, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, mình lãnh cái lệnh đó mà dạy chúng sanh, cũng như bây giờ là làm ít mà được nhiều, làm một mà hưởng mười,
cái thời kỳ gọi là đại xá đó, cũng như nói ví dụ nhà nước nè, năm nào cũng đều làm cái lễ đặc xá. Đặc xá là xả tội, trả tự do cái mấy cái tội nặng, có thể lên tử hình người ta ăn xá luôn khỏi tử hình, và cho thêm nữa cái cuộc sống của người ta để bù đắp lại. Nhiều cái chỗ ăn xá lắm, thầy nói trong cái bài mà thay lời tựa đó, mong thiên đình ăn xá. Thiên đình là ông cha mình Ngọc Hoàng đó, kết tội cho mình, nếu căn cứ vào đó là mình trả không bao giờ hết, làm chỉ trừ thôi, mà trừ còn thừa tội nữa, giống như cái nợ vậy đó, cái nợ với cái tội vậy đó, không khi nào trả hết nổi. Nhưng bữa nay cha Ngọc Hoàng mình kết hợp lại con lành duyên, được quy ngưỡng theo Phật pháp theo đạo giáo, thì ngày chung quy rồi đó, tam cõi cộng đồng nó mới xử là kiểm điểm mình coi, mới ân xá lĩnh Ngọc Hoàng, bớt tội căn mới kiếp đến Long Hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, chiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Chứ hiện nay bây giờ quý vị nói gì đó, cố gắng tu cỡ nào nữa chưa có ai chứng cho, làm gì mà chứng quả đắc quả. Tu phải theo thời kỳ, tam cõi cộng đồng rồi đó, Phật A Di Đà rồi, ở với Diêm Vương, ở với là Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi, cha Ngọc Hoàng phối hợp để phân định, mà trong đó xét lại là mình tu nhiều kiếp, kết hợp tu năm ba kiếp trước đó, trở lại bây giờ mình mới tỉnh được, cũng như mình đã học có biết chữ rồi, ta mở trường dạy là mình kể như mình ôn lợi vậy đó, cái đạo nó cũng vậy thôi, chứ chẳng nói gì xa vời. Nếu là không có, không bao giờ biết, không bao giờ tin, nói thì hoang mang đâu có tin, mà mình đặt trọn cái niềm tin gặp Phật, gặp thầy, gặp đạo giáo, rồi gặp giảng kệ rồi mình tin. Như tôi đã học rồi, tôi gặp mấy tài liệu mừng quá mừng rồi, tôi đã học qua trường lớp này rồi, nói phớt là tôi hiểu, tôi nghe, đó là mình được cái may mắn diễm phúc. Lần này mà không làm được xong thì thôi, khó mong, đắc tội lắm, chứ không phải quý vị đừng coi thông thường. Kỳ này là cửu quyền thất tổ là đang trông chờ, rồi ông thầy mình nữa, công mà dạy rồi làm không được gì, thầy mình buồn không? Cũng như ông thầy ông dạy chữ ở trường đời đi, thi gì rớt thịt trơn rồi, 10 người chỉ còn có 1-2. Dạ chú Sáu ơi, thì chúng con cũng xin cảm ơn chú Sáu vừa qua chia sẻ những cái lời Phật pháp rất là hay. Thì trước khi kết đề, dạ thì con cũng xin hỏi chú Sáu một câu nữa, là đời là gì và đạo là gì, và mình phải tu như thế nào để có thể có mặt ở hội Long Hoa trong buổi mặt pháp này. Thì cũng mong rằng câu hỏi cuối cùng này sẽ gieo duyên được đến tất cả các bà con khi đang xem, sẽ phát tâm lành và sẽ tu hành. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Xin thưa với quý vị trao đổi một ít gì, người ta cũng hay hoang mang vấn đề hiểu rõ sao đời và đạo, cũng như muốn nói cái tâm phàm và tâm Phật, tâm chúng sanh. Thầy mới hỏi các đồng đạo lớn như bác sĩ Trần Lý đó, ông có tâm Phật, tâm Phật ở chỗ nào? Thôi bây giờ cho tôi hỏi, ông có đệ tử phải không? Có đệ tử người giúp việc, mà trong lúc là ông bức rứt, buồn bã, ông rầy, mắng, chửi, đánh đập người ta, đó là cái tâm phàm, tánh phàm, nó cái đời. Còn cái đạo là ông rất là khoan hồng, tha thứ. Mọi việc gì cũng gì không có cố chấp, đầy đủ cái lòng từ bi, cái lòng nhân ái, thành thử ra cái đó để phân tách rõ đời và đạo. Đời đâu có còn cái gì, cuối cùng không còn gì trơn, chỉ có đạo mới còn à. Đạo còn mãi mãi, đạo Phật diệu diệu thậm thâm dù mà tận thế ngàn năm vẫn còn. Nó trở lại cái đạo Phật qua đời Thượng Quân Thánh Đức lên, cũng tiếp tục mãi mãi tiến lên hoài, còn đời đâu còn, bỏ hết trơn cái cõi đời hạ quân này, quỷ diệt hết trơn rồi, chỉ còn có đạo, ai hướng đạo rồi trong đó là điểm đời dạng lại.
chắc mót lại cái thời kỳ này, còn cù cưa thêm nữa là nói gần hơn đó. Các đức Phật mới nói là các vị giáo chủ cũng nói chờ một thời gian, cũng như là ông chủ đã thu một vụ rồi, bây giờ chờ bông chét nó lên mót thêm mới nữa nó mới quỷ diệt, gọi là đốt đồng cài xạ tăng mùa vụ mới lên. Rồi qua đời thượng quân thánh đức cũng vậy, mình hy vọng chỗ đó được may mắn, được cái diễm phúc. Mình đã được hai cái điều kiện rồi. Đức Phật Thích Ca khi xưa có nói là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay là thân người mình đã được nè, mắt tai mũi miệng thân ý nè, không có chức mẻ, còn tỉnh táo, còn sáng lạng, còn nhớ giảng kệ, nhớ lời Phật pháp, đó là được cái diễm phúc, chứ không có gì xa vời đó. Có gặp Phật, nhưng mà thời xưa Phật Thích Ca Mâu Ni, hôm nay mình gặp thầy rồi nè, là đúng là gặp Phật gặp pháp luôn, là có đủ hai cái dự nguyện hết trơn đó, quý vị làm không được. Rồi trở lại vấn đề đó, cuối cùng là đức thầy có nói một đúc kết một câu, thầy nói để cho quý vị bổn đạo biết trường đời á, thì ông thầy này, ông thầy giáo này ông dạy, nhưng mà ban giám khảo lại là khác. Nên hôm nay trường đạo tôi dạy cho bổn đạo rồi, tôi làm giám khảo luôn, có nghĩa là đưa cái đáp án chỉ rành rẽ tường tận tỉ mỉ hết trơn, chẳng còn thiếu một điều gì. Thưa quý vị tin tưởng ngay giờ chỗ đó, mà rớt nữa là tại quý vị làm sao nhé. Không biết nói gì hơn, trước khi dứt lời cũng cầu chúc cho quý vị phát được tâm lành, cố gắng tinh tấn tiến tu để một ngày nào ngày kia được diện kiến Đức Tôn Sư và được chầu Thánh Chúa, được nghe Phật pháp, sống đời thượng quân thánh đức an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.